Thưa quý vị các bạn, đây là các câu lạc bộ võ thuật ở An Nhơn, Bình Định, Karate đang chuẩn bị thi lên đài.
thấy là các khán giả còn thiếu một số quý thầy cô về điều kiện công việc, nên là các thầy cô đã hôm nay đã xin phép và không đến dự cái bộ đại hội. Tuy nhiên thầy cô gửi lời qua cô là thân chúc các em cố gắng thể hiện tốt phòng thi của mình và đạt tất cả tốt nhất trong kỳ thi hôm nay lần này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt quý vị và các bạn.